Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng. Hôm nay là sáng sớm thứ hai, ngày mùng 3 tháng 6 năm 2024. Tôi và anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí và gia đình chuẩn bị đi tỉnh biên để tôi đi qua biên giới. Lý do tôi về ở Châu Đốc là vừa đi chơi thăm ông anh của tôi, nhưng cũng là để làm một việc của cá nhân. Đó là tôi đã ở Việt Nam này 6 tháng rồi. Tôi phải ra khỏi Việt Nam để quay trở lại đóng cái mộc cho miễn thị thực của tôi. Nên tôi đi qua biên giới, đường biên giới ở tỉnh Biên, ở dưới tỉnh An Giang đây. Nên hôm nay cả nhà đi chơi xuống dưới tỉnh Biên nha. Hôm nay tài xế trẻ này lái mới chắc ăn ha, ngon lành nha. Mình đi tỉnh Biên ha. Ở đằng sau là mình có mấy người trẻ như là Đạt ha, với Khôi ha. Đạt đâu rồi? Đó. Nhất định kỳ sự này là ông với bà nói sao là phải nghe như vậy nha. Ăn uống đầy đủ xong mới đi xe lên xe, thấy không? Đó, thấy chưa? An tâm mà đi. Đó, cả nhà mình hôm nay là đi tỉnh Biên chơi. Đây, đường bắt đầu đi tỉnh Biên đây. Và đây là khuôn mặt Hùng Béo đang ngồi trên xe cùng với mọi người từ Châu Đốc đi tỉnh Biên. Rồi Hùng Béo chạy qua biên giới làm thủ tục để về lại Việt Nam. Vậy là vui rồi. Đây là khu vực trung tâm thành phố Châu Đốc đây. Đó. Khu vực trung tâm thành phố đây. Hôm nay tôi ngồi tôi nói chuyện với cháu nội của chị Hà bằng tiếng Anh nha. Hi Dad. Do you speak English? Yes. Well, where do we go today? We go to Tỉnh Biên. What do we do in Tỉnh Biên today? We are going to the market. Yep. Is it a Thailand market or is it a Vietnamese market later? Do we go? Do you know? Yes, I know. Oh, it's Thailand market? Yeah. What grade are you in? Hello, I'm Kel. A grade? What grade? First, second. First, second, third, fourth. Nghĩa là còn khi nào mà tôi fourth grade. Okay. How old are you now? Tại vì 9 giờ đi tôi tới Tỉnh Biên đó. Tôi đang đi. No, how old are you? I'm 9 years old. Rồi, 9 years old. Đó, hôm nay nói chuyện sơ với cháu Đạt ha. Rồi. Cháu ở Việt Nam mà cháu nói tiếng Anh như vậy được rồi đó. Ngon lành chưa? Cảm ơn nha. Bây giờ ra con đường này là con đường chiến lược. Đi thẳng từ đây tới Tỉnh Biên luôn. Con đường này chạy song song với kênh Vĩnh Tế. À, đúng không anh Nam Sơn? Đi thẳng tới Tỉnh Biên luôn con đường này đúng không? À, dễ. Có về bên tay mặt là Vĩnh Tế đó. À, dạ. Cũng nghe nói hồi xưa, cái thời kỳ xa xưa đó mà con đường này cũng là con đường mà anh ấy đi tới thăm bạn gái gì của anh đúng không anh Nam Sơn? Không có à? Vậy im dễ sợ luôn. Không có con đường này, con đường mới. Không có đâu. Hùng Béo nó xạo. Ở đây là ruộng lúa nhưng kìa núi Sam. Đó, núi Sam đó. Núi Sam hàng năm có lễ hội chùa Bà Xứ núi Sam. Đường đi Tỉnh Biên. Ở bên phía này kênh là đất của Việt Nam. Bên phía kia kênh là đất của Campuchia. Đó, phía bên kia kênh cách đó 3 cây số nữa. 3 cây số nữa là Campuchia.
sắp tới thị trấn Tịnh Biên rồi. Đường kia này cũng tráng nhựa, chạy ngon lành, êm. Đây, tới chợ Tịnh Biên đây rồi. Bên phía này là chợ Tịnh Biên đây. Đó, chợ Tịnh Biên đó. Tới rồi. Bước xuống nào. Dạ, rồi, em xuống nha. Hôm nay là thứ hai, ngày 3 tháng 6 năm 2024. Tôi đang đứng trước chợ Tịnh Biên ở tỉnh An Giang. Vì tôi xuống dưới đây, tôi sẽ đi ngang qua biên giới để vào đất Campuchia để tôi đóng mộc cho visa, cho miễn thị thực của tôi. Vì tôi đã ở Việt Nam 6 tháng phải rời khỏi nước, thì nhân cơ hội này tôi xuống dưới Châu Đốc, tôi thăm ông anh của tôi, ông Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí, rồi tôi đi công việc như vậy luôn. Đây, đó, anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí đang gọi người tới chở tôi đi. Và đây là bên đằng sau tôi á là Campuchia rồi nha, đằng sau tôi là Campuchia. Hôm nay tôi tới ở chợ Tịnh Biên đây. Tôi sẽ qua biên giới. Tôi đóng mộc tôi đi về. Đây là cảnh chợ Tịnh Biên. Đây là thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Và đi qua bên cái kênh này thôi, chút xíu thôi là Campuchia rồi. Hôm nay là sáng ngày thứ hai, mùng 3 tháng 6 năm 2024, tôi tới chợ Tịnh Biên để cùng với một người đi qua bên biên giới đóng mộc cho tôi để tôi ở lại Việt Nam thêm 6 tháng, vì tôi đã về Việt Nam ở 6 tháng rồi. Đây là chợ Tịnh Biên, sát biên giới với Campuchia. Đây là ở tỉnh An Giang nha. Có một người ở đây, đó là anh Keo. Anh tới anh đón tôi đi, anh chở tôi đi bằng xe Honda. Đây, tôi chạy tới biên giới rồi tôi qua Nam Giang luôn, đi Phúc Chỉ Cà Na luôn, bỏ Kim Ngân ở nhà luôn, cho khóc luôn, hu 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 nha. Bỏ Kim Ngân mà tôi lại khóc mới hay chứ. Đây, đây là đường xa của Tịnh Biên đây. Đó. Đầu năm mấy ông? Đây là quang cảnh thị trấn Tịnh Biên ở tỉnh An Giang đây. Sát bên biên giới. Đây là con đường để đi qua con cầu qua biên giới để tới Campuchia. Đây là đường hai bên có là ruộng lúa đó, sắp sửa tới cửa khẩu rồi. Đây là cầu Bình Tế đây, đi qua bên Campuchia đây. Thank you.
Đây là cầu Sông Tô để đi vào Campuchia. Đó. Ruộng lúa mênh mông như vậy. Đây là cầu Sông Tô đây. Ruộng lúa mênh mông. Bây giờ đi vào biên giới Campuchia. Đi vào biên giới rồi không có được quay phim nên xin thông cảm giùm nha. Vậy là đã xong khoảng chừng nửa tiếng thôi. Vậy là đã xong. Mất khoảng chừng nửa tiếng cho đến 1 tiếng là xong rồi. Xong ở tại biên giới tỉnh biên. Bây giờ anh Keo chở tôi về. Vậy là vui rồi. Cảnh ở đây đồng ruộng đẹp lắm. Đồng ruộng của núi đồi mênh mông đẹp thiệt á. Cảnh đồng ruộng và núi đồi ở tại biên giới tỉnh biên rất là đẹp. Bây giờ đi vào lại thị trấn tỉnh biên đây. Đây là thị trấn tỉnh biên. Vào sáng thứ hai ngày 3 tháng 6 năm 2024. Khám phá tỉnh biên. Đây là tỉnh biên. Đây là chùa Miên ở đây nè. Đẹp không? Chùa Miên rất là đẹp. Đi bây giờ. Không ăn tiền. Rồi đi tới tới rồi cho biết nha, đi trải nghiệm nha. Rồi, đồng ý. Đi vào chùa này đó hả? Đi vào chùa này để ăn bánh xèo free đó hả? Rồi xem thử sao nha. Xem 12 chảo một rồi đó, em lấy cái đầu xe lại được rồi đó. Lấy cái đầu trả lại. À, đó. Anh đi vô. Lấy chút nữa. Lấy cái đầu qua nữa. Ta chỉ mình lấy rồi. Rồi, chấm lại. Đi công việc ở tỉnh biên xong thì anh Trí anh rủ đi ăn bánh xèo. Họ nói là bánh xèo đổ lạ lắm, 12 chảo. Ăn miễn phí ở chùa Đông Lai đây. Thực sự thì chẳng phải đi ăn bánh xèo mà chỉ đi tò mò xem thử là người ta đổ bánh xèo làm sao mà ăn chùa ở đây nữa. Đây là chùa Đông Lai. Thấy người ta cũng tấp nập lắm. Đây là ở bên tỉnh An Giang à, gần bên thị xã tỉnh biên nè. Tôi vào đây thăm chùa, lạy các thần linh, tưởng nhớ các thần linh. Thấy chùa cũng lớn ghê á, lớn và trang nghiêm ghê á. Không ngờ chứ, không ngờ chùa rất là lớn và trang nghiêm nữa. Ở bên cạnh chùa Đông Lai, họ làm bánh xèo. Họ đổ bánh xèo như vậy đây nè. Một người mà đổ tới 12 nồi. 12 chảo luôn. 12 chảo bánh xèo. Ở bên cạnh có bộ cũng khá. Và đặc biệt là
Ở đây thì bá tánh thiền nam tín nữ tới để thưởng thức. Cái hay là em biết gì không? Ông Trí coi cái mặt vậy chứ mà cái chỗ nào mà có đồ ăn chùa là ông tới mà miễn phí mà ông tới không biết hết rồi mà. Ông đi đâu mất rồi. Hay thì ông biết hết rồi mà. Đó, đổ bánh xèo mì, mì hai chảo. Chị Hà Văn Trí ơi, tại sao biết cái chỗ này vậy? Chỗ này do đồng bào ta đi tới luôn, ta biết trước đây kỹ mà. Tôi đi tới luôn thường, từ xưa giờ tôi đi hoài à, tôi biết. Hay là tại vì cứ đồ ăn gì mà đã ăn chùa là mình biết. Dạ, dạ, miễn phí á, thằng anh thích đi hoài à. À, ta đồ ăn miễn phí đúng không? Dạ, dạ, miễn phí. Sao mặt anh Trí vậy mà cứ có đồ ăn miễn phí là biết chỗ là anh Trí? Sao vậy? Hay vậy? Tại vì cái mặt tươi chai. À, chai à. Đạt ơi, sao sao ông có cái gì nữa gọi là free meal và ông tới là sao mà? Tại sao vậy? Ăn miễn phí đó. Free meal, meal là ăn không? Đó, thấy không? Đậu xanh rất là ngon nha. Dạ, đậu xanh ngon mà, đó. Ngon nha, đậu xanh nha, đậu hũ nha. Dạ. Rồi, nãy giờ ăn hết phần nữa rồi nha. Dạ. Hôm nay ban trưa cả nhà chúng tôi được đi ăn một bữa bữa miễn phí rất là vui. À, vậy là vui rồi. Ăn thử cho biết. Dạ, ngon, vui. Sau khi đi Tịnh Biên thì chúng tôi đã trở về lại nhà của anh Nam Sơn Nguyễn Tấn Trí. Phải nói trời hôm nay nắng ghê gớm, nắng gắt và nóng nữa. Vậy là đã xong công việc rồi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.